À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữ và bài tập toán lớp 3, tập 1, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng ta sẽ đến với bài số 9, bảng nhân 6, bảng chia 6, trang số 26-27, tiết số 1. Vậy thì video này sẽ chữa cho các con những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong bộ bài tập toán lớp 3, tập 1, trang số 26, bài số 1. Đề bài, người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào chỗ chấm. Người ta cho con hai ý, đó là ý A và ý B. Đầu tiên là ý A. Các con sẽ đi thực hiện các phép nhân, đó là 6 x 5, 6 x 8, 6 x 9, 6 x 10. Còn ý B, các con sẽ đi thực hiện các phép chia 24 chia 6, 18 chia 6, 36 chia cho 6 và 42 chia cho 6 nhé. Vậy để làm được bài tập ở ý A và ý B, các con sẽ phải nhẩm lại bảng nhân 6 và bảng chia 6 để điền số thích hợp vào ô trống. Và bây giờ chúng ta sẽ điền như sau. Đầu tiên là ý A. 6 x 5 sẽ bằng 30, 6 x 8 bằng 48, 6 x 9 bằng 54 và 6 x 10 bằng 60. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang ý B. 24 chia cho 6 sẽ bằng 4 này, 18 chia cho 6 sẽ bằng 3, 36 chia cho 6 sẽ bằng 6 và 42 chia cho 6 sẽ bằng 7. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 26 bài số 2. Đề bài, người ta yêu cầu con nối theo mẫu. Người ta cho con các con chó và yêu cầu các con đi nối với các quả bóng đúng không nhỉ? Như vậy các con sẽ phải đi thực hiện các phép chia ở những con chó này. Rồi từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đi nối được với kết quả của các quả bóng nhé. Vậy chúng ta sẽ đi thực hiện nhân nhẩm bảng nhân 6 và bảng chia 6 để tìm ra kết quả phù hợp. Ta sẽ nối như sau. 42 chia cho 6 sẽ bằng 7. Như vậy ta sẽ nối 42 chia cho 6 với 7. 6 x 7 bằng 42. Như vậy ta sẽ nối 6 x 7 với 42. 6 x 9 bằng 54. Như vậy ta sẽ nối 6 x 9 với 54. 18 chia cho 6 sẽ bằng 3. Như vậy ta sẽ nối 18 chia cho 6 với 3. 6 x 5 bằng 30. Như vậy ta sẽ nối 6 x 5 với 30. 36 chia cho 6 sẽ bằng 6. Như vậy ta sẽ nối 36 chia cho 6 với 6 này. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong buổi bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 26 bài số 3. Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bút chì màu? Như vậy, để tính xem 5 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bút chì màu thì chúng ta biết rằng một hộp thì có 6 chiếc bút, như vậy 5 hộp ta sẽ lấy 6 nhân với 5 là ta sẽ ra được kết quả đúng không nhỉ? Như vậy ta sẽ đi tóm tắt bài toán như sau. Mỗi hộp 6 chiếc bút chì màu, 5 hộp hỏi chấm chiếc bút chì màu. Như vậy ta sẽ đi trình bày như sau. 5 hộp như vậy có số chiếc bút chì màu là 5 x 6 bằng 30 chiếc, đáp số 30 chiếc bút chì màu. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong vở bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 27 bài số 4. Đề bài người ta cho con biết đó là xếp 48 chiếc bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 cái, hỏi xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy? Vậy để làm được bài tập này các con sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập số 4, các con phải thực hiện phép chia, đó là ta sẽ lấy tổng số bánh và chia cho một hộp có 6 cái, ta sẽ lấy 48 chia cho 6, ta được kết quả là số hộp bánh, đúng không nhỉ? Như vậy, ta sẽ đi tóm tắt bài toán như sau. Mỗi hộp 6 cái bánh, 48 cái bánh hỏi chấm hộp. Và ta sẽ đi trả lời như sau. Xếp được số hộp bánh là 48 chia cho 6 bằng 8 hộp, đáp số 8 hộp bánh. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữ và bài tập toán lớp 3, tập 1, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng ta sẽ đến với bài số 9, bảng nhân 6, bảng chia 6, trang số 27, tiết số 2. Vậy thì video này sẽ chữa cho các con những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong buổi bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 27, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số. Người ta cho con hai ý, đó là ý A và ý B. Đầu tiên là ý A.
6 này, 12 này, 24 và 60. Còn ý B, người ta cho con các số đó là 60, 54, 48 và 6. Vậy để làm được bài tập số 1, các con sẽ phải làm như thế nào nhỉ? À, để làm được bài tập số 1, các con sẽ phải đi tìm quy luật của cái dãy số này. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng điền được các số còn thiếu vào chỗ trống, đúng không nhỉ? Như vậy ta sẽ đếm thêm 6 đơn vị hoặc đếm lùi 6 đơn vị để điền số còn thiếu vào ô trống. Ta sẽ điền như sau. Đầu tiên lưu ý A. 6 này, cộng 6 bằng 12, 12 cộng 6 bằng 18, 18 cộng 6 bằng 24, 24 cộng 6 bằng 30, 30 cộng 6 bằng 36, 36 cộng 6 bằng 42, 42 cộng với 6 bằng 48, 48 cộng với 6 bằng 54, 54 cộng với 6 bằng 60. Tiếp theo là ý B. 60 này, trừ 6 bằng 54, 54 trừ 6 bằng 48, 48 trừ đi 6 bằng 42, 42 trừ đi 6 bằng 36, 36 trừ đi 6 bằng 30, 30 trừ đi 6 bằng 24, 24 trừ đi 6 bằng 18, 18 trừ đi 6 bằng 12, 12 trừ đi 6 bằng 6. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong buổi bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 27, bài số 2. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào ô trống. Người ta cho con hai ý, đó là ý A và ý B. Ý A các con sẽ đi thực hiện các phép nhân, đó là 6 x 3, 6 x 5, 6 x 7 và 6 x 9. Còn ý B, các con sẽ đi thực hiện các phép chia, đó là 24 chia cho 6, 36 chia cho 6, 48 chia cho 6 và 60 chia cho 6. Vậy, để làm được bài tập số 2, các con sẽ phải đi nhẩm lại bảng nhân 6 và bảng chia 6 để điền số thích hợp vào ô trống. Và từ đó ta sẽ điền được như sau. A nhỏ. 6 x 3 bằng 18, 6 x 5 bằng 30, 6 x 7 bằng 42 và 6 x 9 bằng 54. Tiếp theo là ý B, 24 chia cho 6 bằng 4, 36 chia cho 6 bằng 6, 48 chia cho 6 bằng 8 và 60 chia cho 6 bằng 10. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong buổi bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 27, bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào trống. Người ta cho con các dãy số đúng không nhỉ? 6 x 3 và được kết quả chúng ta chưa biết này. Rồi số đó chia cho 2, chúng ta cũng được một kết quả và chúng ta cũng chưa biết. Số đó chia cho 3, ta cũng được một kết quả chúng ta chưa biết. Như vậy để làm được bài tập số 3, các con sẽ phải đi thực hiện từ bên trái sang phải đúng không nhỉ? Đầu tiên, ta sẽ thực hiện nhân nhẩm để điền số thích hợp vào ô trống như sau. Ta có 6 x 3 bằng 18. 18 lại chia cho 2 bằng 9. 9 chia cho 3 lại bằng 3. Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt là 18, 9 và 3. Từ đó ta sẽ điền được vào các ô trống như sau. 6 x 3 bằng 18, 18 chia cho 2 bằng 9, 9 chia cho 3 bằng 3. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trong buổi bài tập toán lớp 3, tập 1 trang số 27, bài số 4. Đề bài người ta cho con biết đó là mỗi phòng họp có 36 cái ghế ngồi, người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau. Người ta hỏi con hai ý, đó là ý A và ý B. A nhỏ, mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế? B nhỏ, trong một cuộc họp, số người tham dự ngồi vừa đủ 5 hàng ghế. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người tham dự? Vậy, để làm được các ý A và ý B, các con sẽ phải đi đọc đề bài trước. Người ta cho con biết là mỗi phòng họp có 36 cái ghế ngồi và người ta xếp ghế thành 6 hàng đều nhau. Vậy để tính xem mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế, ta chỉ cần lấy tổng số ghế trong một phòng chia cho số ghế mà người ta xếp thành 6 hàng đúng không nhỉ? Như vậy ta sẽ lấy 36 chia cho 6 là ta sẽ ra được kết quả. Còn ý B, trong một cuộc họp, số người tham dự ngồi vừa đủ 5 hàng ghế. Như vậy ta biết rằng một hàng ghế ở ý A sẽ có bao nhiêu cái ghế. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính xem buổi học đó có bao nhiêu người. Ta chỉ cần lấy xem mỗi hàng có bao nhiêu hàng ghế rồi nhân với 5 hàng ghế mà số người tham dự ngồi vừa đủ, đúng không nhỉ? Là ta sẽ ra được kết quả. Như vậy, ta sẽ đi trình bày bài toán như sau. Đầu tiên là A nhỏ. Mỗi hàng có số cái ghế là 36 chia cho 6 bằng 6 cái. Tiếp theo là B. Buổi họp đó có số người tham dự là 6 x 5 bằng 30 người. Đáp số A nhỏ 6 cái ghế, B nhỏ 30 người tham dự. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.